chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi các tin tức trong nước chúng tôi vừa cập nhật trên các lĩnh vực. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh 2 tháng 9, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp phục vụ tận tình chu đáo hơn 28.600 lượt khách vào Lăng Viếng Bác, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức phục vụ bánh ngọt, nước uống miễn phí cho đồng bào và khách quốc tế vào Lăng Viếng Bác. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên vào các dịp kỷ niệm đặc biệt tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những món quà nhỏ được cán bộ nhân viên chiến sĩ trao tận tay từng vị khách. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, trong tháng 9 năm 2022, cơ quan thuế, hải quan tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Lũy kế tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn giảm, gia hạn tính đến hết tháng 8 năm 2022, ước khoảng trên 106.000 tỷ đồng, trong đó số tiền gia hạn khoảng 52.000 tỷ đồng, số thuế gia hạn đã nộp ngân sách nhà nước khoảng 10.000 tỷ đồng, số tiền miễn giảm khoảng 54.200 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã chi 2.400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022, trong đó chủ yếu để bổ sung cho các địa phương 2.100 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Ngoài ra đã xuất cấp trên 27.600 tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán và giáp hạt đầu năm. Tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2022, tổng số lượng hóa đơn điện tử đã được tiếp nhận và xử lý là hơn 1.148 triệu hóa đơn theo Tổng cục Thuế. Trong hơn 1.148 triệu hóa đơn, có 325 triệu hóa đơn có mã, trên 297 triệu hóa đơn không mã, gửi đầy đủ dữ liệu đến cơ quan thuế, trên 525 triệu hóa đơn không mã, gửi theo bản tổng hợp cơ quan thuế. Trước đó, ngày 21 tháng 11 năm 2021, Tổng cục Thuế đã triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố. Tiếp đó, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại, theo lộ trình được Bộ Tài chính phê duyệt. Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, ngành thuế đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai theo hiệu lực của Luật Quản lý thuế. Thủ tướng nhiều lần chỉ đạo cả nước phải hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 gói 6.600 tỷ đồng trong tháng 8, nhưng đến nay nhiều tỉnh chưa hoàn thành dù ngân sách trung ương đã tạm ứng 70%. Tính đến nay, còn 8 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân so với số tiếp nhận đề nghị thấp dưới 80% là Hưng Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Ninh Bình, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Dương và Đà Nẵng. Ngoài ra, còn 13 tỉnh, thành khác chưa chi trả toàn bộ tiền thuê nhà so với số thẩm định. Sau khi đoàn kiểm tra của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội làm việc với các địa phương chậm giải ngân, tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động tăng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thành công tác này. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2022, Thông tư số 12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông sẽ được thực hiện từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10. Thông tư này thay thế cho quyết định số 50 ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Chương trình bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, các chuyên đề học tập lựa chọn, các môn học và hoạt động giáo dục tự chọn. Cụ thể, các môn học bắt buộc bao gồm ngữ văn, toán, lịch sử là 3 môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn địa lý, giáo dục, kinh tế, pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, tin học và công nghệ. Điều khác biệt là ở quy định mới này có thêm môn công nghệ và giáo dục kinh tế pháp luật. Mỗi năm học của chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông là 35 tuần trên một lớp. Mỗi ngày học một buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học và mỗi tiết học 45 phút. Trên đây là bản tin cập nhật lúc 14 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.